Tổng tham mưu trưởng Ukraine chỉ trích chiến lược huy động quân. Tổng tham mưu trưởng Ukraine Valery Zelushny bày tỏ sự thất vọng với hiệu quả hoạt động của các văn phòng tuyển quân, vốn chịu trách nhiệm huy động quân cho cuộc chiến với Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên của mình kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào hôm 26 tháng 12, tướng Valery Zelushny cho rằng các văn phòng tuyển quân cần huy động thêm quân cho cuộc xung đột với Nga. Cuộc họp báo này diễn ra chỉ một ngày sau khi Quốc hội Ukraine công bố một dự thảo luật có đề cập tới việc cải cách chương trình tuyển quân bao gồm đề xuất giảm tuổi huy động thanh niên tham gia chiến đấu từ 27 xuống 25 tuổi. Bản đề xuất trên làm bùng lên nhiều tranh cãi trên các phương tiện truyền thông xã hội. Các chuyên gia cho rằng đây có thể là nguyên nhân khiến một vị tướng ít khi phát ngôn như ông Zaluzny mở cuộc họp báo hiếm hoi trong thời chiến như thế này. Hiện tại tôi không hài lòng với công việc của các văn phòng tuyển quân, ông Zaluzny nói. Nếu hài lòng với công việc của họ, tôi sẽ không ở đây để thảo luận về dự thảo luật này. Tướng Zaluzny cũng đưa ra câu trả lời khác về tình hình chiến tranh, trong đó ông nhấn mạnh việc không có gì phải bàn cãi khi binh sĩ Ukraine đã lùi về vùng ngoại ô thị trấn Marinka, một thị trấn rằng co giữa hai bên trong nhiều tháng qua. Theo ông, Marinka đã bị tàn phá hoàn toàn. Trả lời một câu hỏi khác, ông cho biết cuộc chiến vào năm 2024 sẽ khác với năm 2023, vì lý do có rất nhiều công nghệ chiến trường không ngừng đổi mới. Ukraine đã chứng kiến việc hàng chục nghìn nam giới hăng hái tình nguyện chiến đấu trong những tháng đầu tiên Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhưng làn sóng đó đã giảm sút sau 22 tháng tham chiến toàn diện. Vì vậy, các đề xuất cải cách trong dự luật mới đặc biệt nhạy cảm đối với nước này trong bối cảnh hiện nay. Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo quân đội đã đề xuất huy động thêm 450.000 tới 500.000 người tham gia quân đội. Tướng Zelensky đã xác nhận con số đó, nhưng nhấn mạnh ông sẽ không bao giờ tiết lộ công khai về số liệu như vậy, một tuyên bố làm dấy lên nhiều suy đoán về dạng nứt chính trị giữa vị tướng này và Tổng thống Zelensky. Tôi sẽ không công khai thảo luận về những con số này, ông Zelensky khẳng định. Tướng Zaluzny là người giám sát cuộc phản công năm 2023, nhưng chiến dịch này đã thất bại khi không tạo được tiến bộ đột phá nào. Tuy nhiên, ông vẫn được người dân ủng hộ sau khi đánh lui lực lượng Nga ở thủ đô Kiev vào đầu năm 2022 và lãnh đạo hai cuộc phản công thành công vào mùa thu năm đó. Căng thẳng giữa tướng Zaluzny và Tổng thống Zelensky bùng lên vào tháng 11 sau khi các phương tiện truyền thông dẫn lời vị tướng này nói rằng cuộc chiến đang đi tới hồi bế tắc. Tuyên bố này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích từ văn phòng Tổng thống. Đáp lại, tướng Zaluzny cho biết chính thời gian sẽ trả lời liệu tuyên bố của ông có đúng hay sai tôi đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích về vấn đề này nhưng theo thời gian mọi người sẽ nhận ra tôi hoàn toàn đúng ông cho biết